Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục muốn mang đến cho anh em một siêu phẩm đến từ Trung Quốc, một chiếc xe tải Đông Ben, một chiếc xe tải nhẹ vô thành phố, phiên bản thùng kính lớp ngoài composite, muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của các bạn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống và luôn gặp nhiều điều may mắn và công việc lúc nào cũng thuận lợi. Thì cái dòng xe tải cũ này bên mình muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của bạn thưởng thức, đó là một chiếc xe Đông Ben phiên bản thùng kính lớp ngoài composite rất là dày và cứng cáp luôn nha anh em. Tải trọng chở hàng hóa của nó là 770 kg, khối lượng toàn bộ của nó là 1 tấn 9, còn khối lượng bản thân là 1 tấn nha anh em. Đây nó có đây, cho phép này anh em, bản thân toàn bộ nè, hai người ngồi nha, xe được hai người ngồi, xe còn đăng kiểm tới tháng 7 2022, đăng kiểm còn rất là dài, mua về chỉ việc chạy thôi. Anh em thấy cái cụm đèn rất là đẹp luôn nè, đó, đèn tròn nè, nguyên một cụm đèn pha halogen siêu sáng, xi nhan từ mi pha gì cốt gì nằm hết trong đây rất là đẹp luôn. Và nó có một cái cụm đèn cản ngay đây đó, cũng rất là sáng và đẹp. Ở đây bị mắc một cái đèn rồi, lưới tản nhiệt khá là rộng này, khá là rộng luôn, quan sát cho khả năng làm mát động cơ rất là nhanh. Đấy, như sơn màu trắng rất là bắt mắt nha, Đông Ben, dòng xe tải nhẹ rất là quen thuộc, 770 kg, cái dòng này là 800, khoảng 850 kg, nhưng mà gắn khung kính này lên, hạ tải xuống còn 770 kg nha nè, khung sắc xi này nè, thấy không? Xe này sản xuất 2016 nha. Đấy, mâm này, đường kính mâm của nó này nè. Đấy, mâm này là đường kính mâm là 13 inch nha, đường kính mâm là 13 inch, vỏ là vỏ không ruột, vỏ vui giống dòng xe du lịch đó nè. Bên trước bên sau đồng bộ nha, 13 inch hết, mâm 13 inch hết. Với lại cái vỏ này á thì nó khoảng cỡ còn lớp còn lại khoảng 70% nha nè. Đó, xe sản xuất 2016 nha. Khung sắc xi nè, thấy không? Rất là cứng và liền lạc, không một mọt rỉ sét hay là nứt hay là gãy gì nha. Chỉ có đầu cabin thì nó có những cái hơi rỉ sét với lại nó chảy xước, do xe thì xe tải mà, xe du lịch, xe gì cũng vậy, khi mà ra đường thì không thể nào tránh khỏi những cái chảy xước qua vạt nhẹ nha anh em. Nó hơi mớt vào trong đây, cái này là qua vạt nhẹ thôi chứ không phải là gì nặng nề nha anh em. Đó, mua về để về chạy luôn cũng được, nhìn xe nó cũng còn liền lạc lắm, còn không thì mình để mình sửa lại tùy theo. Đây nữa nè, nó có hơi mốc vô đây, qua quẹt nhẹ thôi, nói chung là xe cũ mà qua quẹt là chuyện bình thường nha. Đó, anh em thấy không, khung sắc xi nè, mọi thứ đều còn rất là liền lạc luôn. Đó, rất là đẹp, nói chung là xe cũng còn rất là chắc lắm anh em, sản xuất 2016. Đấy, đây là phía trong thùng của nó nè, lớp ngoài composite, lớp trong cũng là một lớp composite luôn, rất là dày và cứng cáp. Nó sàn thùng thì nó bằng sắt thôi nhưng mà cũng rất là dày nha. Nói chung thùng này là phiên bản thùng kính, không có cửa hông. Anh em mua về chở những cái mặt hàng mà cần những cái thùng kính mà chống giọt thì thùng này là khá là tuyệt vời luôn. Nói chung là thùng nó rất là chất lượng nha anh em, rất là đẹp luôn. Đấy, đây tổ phơm nó cũng composite, nó cũng rất là dày nè anh em, thấy cái cánh cửa nó rất là dày, tay khóa hộp, cửa dạng tay khóa hộp đó, thùng rất là cao luôn, rất là đẹp nha anh em. Nếu anh em thích cái mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, hay số điện thoại 0937965342, hoặc đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể rinh nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Đông Ben nhìn rất là xinh xắn luôn nè, như sơn màu trắng, thùng lớp ngoài composite, lớp trong composite, cho nên nó trắng luôn cái thùng, giống như anh em dán banner quảng cáo khá là tuyệt vời luôn. Đó, giống như chủ cũ xe này đã dán banner quảng cáo này, rất là đẹp. Đấy, bây giờ mình sẽ coi cái phần nội thất phía trong của em nó xem thử như thế nào. Nội thất thì ghế bọc da, hai chỗ ngồi nè, cửa kính thì quay tay thôi, giống như phiên bản Suzuki nha. Quay tay cho nó khỏe cơ tay nè, mình quay tay cho nó khỏe cơ tay,
logo đồng men ngay giữa vô lăng này. Đấy, nói chung nội thất cũng còn rất là ổn lắm anh em. Đấy, nội thất còn rất là đẹp luôn, mọi thứ đều còn rất là ổn với cái dòng xe này. Thông Ben, một thương hiệu rất là quen thuộc cho anh em quý khách hàng của các bạn. Mẫu xe tải nhẹ, rất là gọn, xinh xắn nha. Nếu anh em thích cái mẫu xe này, cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải của anh em quý khách hàng của bạn. Xe sử dụng máy xăng nha. Đây là động cơ xăng. Với xe đi được 94.000 km nha. Tương đối nè. Xe đi thì máy xăng rất là im luôn, xe đi như vậy thì cũng tương đối thôi nè, đẹp không? Xe máy xăng rất là im luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn với cái mỗi xe này, xài cũng tiết kiệm nhiên liệu lắm anh em. Đấy, xe nói chung là chạy cũng tương đối ổn định đấy, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe này thì không có máy lạnh nha. À, có xe có máy lạnh nha anh em, sorry anh em, xe có máy lạnh này, nút máy lạnh của nó nè, xe có máy lạnh nha, chủ cũ lắp thêm cái máy lạnh rồi, nhưng mà hiện tại thì nó có máy lạnh. Nói chung xe này có máy lạnh khá là tuyệt vời luôn nè, kiếm được những cái dòng xe mà có máy lạnh thì cũng rất là ok đó. Nghe tiếng máy thì nó cũng rất là ổn định nha, máy máy nó cũng rất là đã luôn đó nha. Để mình chia cho anh em coi cái khối động cơ của nó, động cơ máy xăng. Đây, động cơ máy xăng rất là im luôn. Xe này xuất 2016 nha, động cơ này còn nguyên zin nè, chưa bung chưa sửa chữa nha anh em. Có điều lâu ngày thì thay nhớt, trong quá trình thay nhớt thì nó có hơi bám vô cái nắp máy, cho nên nó hơi có miếng nhớt một chút xíu thôi. Tại vì mình chưa dọn cái máy, chưa rửa cái máy, tí nữa mình dọn cái máy là nó sạch rồi nha. Đấy, nghe tiếng động cơ xăng rất là im luôn. Đây mình đè để mình vô ga cho anh em nghe cái tiếng động cơ xăng. Rất là im luôn á anh em. Đấy, nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp có thể đi nó về, sử dụng rất kinh doanh vận tải và chuyển hóa của anh em quý hàng của các bạn. Một chiếc xe tải nhẹ rất là gọn và xinh xắn, đông men. Bản thùng kính cơ mô xít, chiều dài thùng là 2m450, chiều ngang là 1m465 và chiều cao là 1m480 nha anh em. Nói chung thùng cũng khá là to, tải trọng là 770kg cho phép chạy hàng hóa. Với động cơ với dung tích là 1 lít, công suất đạt 45kW, dòng tua 5.6. Nói chung là động cơ cũng rất là khủng, động cơ máy xăng chạy cũng rất là bốc, rất là mạnh. Cái dòng Long Ben này được rất là nhiều anh em quý khách hàng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, với cái độ gọn nhẹ và tinh tế và cũng tạm ổn, và phân khúc giá cũng rất là bình dân. Thì con xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng của bạn 100 triệu có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình, một chiếc xe tải nhẹ với thương hiệu Long Ben. Đó, muốn mang đến cho anh em phiên bản thùng kính thưởng thức trong video ngày hôm nay. Anh em thấy cầu mãi hộp số còn rất là nuột nà, chung xe nguyên bản nguyên zin toàn bộ anh em. Đó, một chiếc xe nguyên bản nguyên zin toàn bộ rất là ok, đời 2016 Long Ben với mức giá 100 triệu có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm dùng xe với mình. Cảm ơn anh em quý hàng cùng các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video tiếp theo, giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ của mình cũng như là báo giá cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý khách hàng của các bạn để biết thêm trong các video tiếp theo của mình. Một chiếc xe rất là đẹp luôn anh em, Nissan màu trắng khá là mới, Long Ben 100 triệu đời 2016, thùng 2,5m nha, 770kg cho phép chở hàng hóa, vô thành phố rất là tiện dụng luôn. Cảm ơn anh em quý khách hàng của các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình.